Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một cái kênh chuyên đánh giá các cái xe thể thao chính hãng nhập khẩu. Và hôm nay em có một cái chiếc xe đạp địa hình cấu hình rất là tốt, DOG, Nano DOG, bánh là bi vòng khối rổ 26x195. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết và giá thì lại rất là hợp lý. Nó sẽ rẻ hơn cái dòng Gian hay là các cái dòng có thương hiệu rất là nhiều. Con này cũng mà các bác chơi xe leo núi thì cũng không xa lạ gì với cái thương hiệu này. Đó là thương hiệu Stour. Stour thì thương hiệu của Đài Loan. Đấy. Rất là tốt. Các bác mà leo núi thì cũng không lạ gì rồi. Đây. Trên khung nó có ghi là Smooth này. Smooth welder tức là mối hàn mượt. Công nghệ mối hàn mượt. Xem nào, mối hàn nó có mượt. Trông như carbon. Smooth là mượt, welder là cái mối hàn. Speed driver. Speed 30. Anti là chống vibration là chỗ nào? Chống cong vênh. Khung chống cong vênh. Mối hàn mượt. Khung nhôm các bác nhá. Khung nhôm mà công nghệ gọi là mối hàn mượt đấy, như nó quảng cáo trên khung như này. Màu sơn là đỏ đen, rất là thể thao. Sơn thì còn khá là mới, có một vài chỗ xước thôi nhưng mà không đáng kể. Nói chung là xe rất là chất. Về phần yên là yên, con yên này là yên yên xịn nha. Yên này yên Pro logo rồi. Yên này khá là ok. Trang bị là bộ chuyển động, đùi đĩa trục rỗng Shimano DOG. Đấy, gạt đĩa DOG các bác nhé. Đề DOG 10 lít phanh dầu Shimano. Mayer Fast A bi vòng khối rổ. Mayer lại khá là tốt. Bánh là Buckfit. Bánh lốp Buckfit 26x195. Giảm sóc hơi nhé các bác nhá. Giảm sóc hơi. Có quá hành trình. Phanh dầu Shimano DOG là ngon hơn cả phanh dầu M355 nhé. Nó cứ chữ DOG là ngon hơn. Phanh kiểu cả em ái. Đấy em bóp phát được dừng luôn. Rất là nhẹ nhàng. Tay bấm Shimano SLX. Quá ngon. Nếu mà để mà con này mà là cái chữ Gian ấy, cái thương hiệu Gian ấy thì nó phải là tầm 13-14 triệu. Và con này là đang bán ra tại cửa hàng em là giảm sóc hơi này, tay bấm chuyển số SLX này, phanh dầu DOG này, đùi đĩa DOG này, gạt đĩa DOG, lip 10 tầng và bộ đề DOG là full hết DOG, phanh dầu là có 9,8 triệu, bao ship tại nhà cho các bác luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size và kiểm tra cái bộ chuyển động cho các bác để xem nó sẽ phù hợp cho các bác chiều cao bao nhiêu nhé. Màu đỏ đen, thương hiệu Stour, Đài Loan. Các bác mà chơi dòng leo núi thì chắc không cần nói trình bày nhiều về dòng này rồi. Cứ nhìn cấu hình là mình biết cấu hình với cái giá bán nó có hợp lý không là các bác biết ngay. Quá ngon. Giờ em sẽ đo size. Size là từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 43 cm. Rồi từ gióng ngang là từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 56 cm các bác nhé. Và xe này là phù hợp cho các bác từ cao từ khoảng 1m63 cho đến 1m73 là đi vừa. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề
về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Size nó cỡ vào tầm khoảng 17 inch. 40 mấy chia 2,5 nên là vào tầm 17 inch. 1m63 đến 1m73 đi vừa con này. Bộ chuyển động Shimano Deore. Cối lổ bạc đạn. Chỉ số cục lượng bây giờ em sẽ vào chỉ số cho các bác xem. Đang chuyển nít. Đấy, lên cực êm luôn. Đây, nếu mà leo núi leo đồi thì thôi rồi, các bác vùng mà đồi núi như Quảng Ninh, Kiến An, Hải Phòng hay là leo núi đồi dốc thì thôi rồi, không phải nghĩ xuống đĩa cực bượt luôn. Bộ chuyển động full Shimano Deore, vành cọc đi vòng cối lổ 20 vai quay carbon. Đấy, xe là 9,8 triệu, bao ship toàn quốc 9,8 triệu. Con này mà thương hiệu Gian thì nó phải tầm 13 14 triệu giá thị trường. Nó chỉ thương hiệu là tour thôi, các bác cào chơi mà quan trọng cấu hình thì mua con này quá ngon. 9 triệu 8 bao ship toàn quốc cho các bác tặng nhà. Các bác nào quan tâm thì nhắn Zalo trên màn hình số 0975 709 943. Bên em chỉ dùng duy nhất một số cho các bác nhá, để tránh trường hợp mà nhiều bên là người ta mạo danh. Vâng, và nhớ các bác nhớ ấn đăng ký kênh cũng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp mới nhất bọn em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.